Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat, và trong video ngày hôm nay Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 dự án mà bạn không nên bỏ qua, và 3 dự án này có thể giúp cho bạn tuyển được referral nhiều tầng. Thì Sơn sẽ trả lời cho các bạn 3 điều trong cái video ngày hôm nay. Đó là số 1 là 3 dự án này nó là 3 dự án gì, đúng không? Mà có nhiều tầng. Đó, uy tín, thanh toán cho chúng ta, trả tiền chúng ta thông qua hình thức kiếm tiền online tại nhà. Điều số 2 đó là tại sao lại làm những cái dự án có referral nhiều tầng thì nó lại tiềm năng như vậy. Và điều số 3 đó là cần chuẩn bị những gì nếu như bạn là một người mới bắt đầu, đúng không ạ? Nào bây giờ chúng ta cùng let's go. Thì đầu tiên thì Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về tại sao chúng ta lại bắt đầu với một cái dự án nhiều tầng như vậy và cái tiềm năng của nó làm sao. Cái điều đầu tiên Sơn thấy rằng á, thứ nhất á, là nó rất là dễ làm. Nếu như bây giờ các bạn hình dung đi những dự án về affiliate mà nó chỉ duy nhất một tầng thôi thì các bạn nó cần nó phải là cày ngày ngày đêm, không bỏ ra thời gian vất vả, không nếu mà hôm nay chúng ta làm việc thì chúng ta mới có thu nhập, ngày mai chứ chúng ta không có làm việc thì chúng ta sẽ không có thu nhập, đúng không ạ? Nhưng các bạn đã bắt đầu với những dự án referral đây thì không những là các bạn làm mà ở phía bên dưới của các bạn nữa lại còn có một vài người, họ giống như một đội nhóm của các bạn, họ giống như những cái người mà họ cùng làm với bạn trong một công ty đó. Sau đó bạn là những người phía trên của họ và bạn đi trước chia sẻ với họ, thì khi mà bạn làm việc thì họ cũng làm việc, và bên cạnh đó cũng có một lúc nào đó bạn nó đi chơi, đi du lịch hoặc là bạn nó nghỉ ngơi thì cũng có một số người phía bên dưới họ vẫn làm việc và cái thu nhập nó vẫn chảy về túi của bạn đó. Nên đó là một cái điều kỳ diệu của cái việc là bạn nó làm những cái dự án mà referral nhiều tầng. Tất nhiên là nếu như bây giờ bạn nó làm những dự án một tầng thì nó vẫn có những cái dự án rất là tuyệt vời, nhưng làm sao đó chúng ta có thể là biết thêm về một số những cái thông tin mới, đúng không ạ? Còn về những cái dự án nhiều tầng thì Sơn đã có những cái video trước đó và Sơn đã nói rất là chi tiết là tại sao lại là những dự án nhiều tầng này và cái cách chúng ta xây dựng như thế nào, đúng không? Và rất là nhiều những câu chuyện thành công của nhiều bạn đã chia sẻ lên Facebook cá nhân, đúng không? Và đăng lên về những cái cách mà bạn ấy đã làm được thành công và có cái kết quả. Và đây là một cái kết quả của một người bạn, đúng không? Bạn ở đây là học viên của Sơn, thì bạn ấy làm cái dự án mà Sơn đã chia sẻ cho các bạn nó sau một tháng, nó sau hơn một tháng gì đó thì bạn ấy đã có cái doanh số là 4.857 đô, và đây Sơn sẽ tính cho các bạn nhé, xem ra là số tiền bao nhiêu, bây giờ chúng ta nhân với cả 23.000 đồng Việt Nam lên thì nó tương đương là số tiền là 111.711.000, không? Và cái ngày đầu tiên Sơn nói chuyện với bạn đó thì bạn ấy chia sẻ rằng hiện tại bạn ấy đang chạy Grab. Bạn có biết xe Grab bay không ạ? Ở Grab thì ở Hồ Chí Minh, Hà Nội rất là nhiều, còn những tỉnh thành khác thì mình cũng không rõ lắm. Không thì mình cũng rất là thắc mắc, mình hỏi rằng ô em mới chạy Grab như vậy á, thì thu nhập nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà tại sao em lại đưa ra một quyết định lớn, đó là em học cái chương trình của anh mà cái số tiền nó phải đầu tư rất là nhiều. Không tương đương là bạn phải có số vốn khoảng 50 triệu để mà bắt đầu được. Không nhưng khi mà bạn đã quyết định bạn đã học rồi á, thì tôi á, phải đưa ra một quyết định nữa, đó là tôi phải giúp được cho bạn này thành công và ra được cái kết quả. Không thì đây là cái kết quả sau một tháng của bạn đấy. Dĩ nhiên rằng là không có việc gì là dễ cả, không có việc gì là đơn giản cả. Chúng ta đều phải học mà có, phải có cái người kèm cặp hướng dẫn, không phải có một đội nhóm để chúng ta có thể làm việc được với nhau, đúng không ạ? Thì bây giờ này, Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về ba cái dự án trong tiềm năng trong năm 2020 này, không, và nó sẽ giúp cho bạn tạo được cái thu nhập tối đa, giúp cho các bạn tạo được những cái thu nhập rất là tuyệt vời, không? Và trong đó là những cái dự án này thì Sơn đã từng có những cái bằng chứng Sơn đã rút được tiền về thành công rồi, không? Rút tiền về thành công rồi. Các bạn đã tìm những cái dự án nào, các bạn có thể search từ khóa là rút tiền cộng với từ khóa Sơn PS thì chắc chắn các bạn sẽ ra được những cái video mà Sơn đã từng rút tiền trước đó. Ok, rồi cái dự án đầu tiên mà Sơn đã muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái dự án với cái sàn nó tên là Vresili, không? Vresili. Đó, tên tiếng Anh thì mình đọc chưa chuẩn cho lắm. Tuy nhiên rằng dự án này nó có một cái điều đặc biệt, nó là chúng ta có thể xây dựng được 10 tầng. Xây dựng được 10 tầng, các bạn hình dung này. Ở tầng số 1 thì Sơn chỉ có 191 người thôi, nhưng qua tầng số 2 thì Sơn có 740 người. Thì Sơn nó không có quen những người ở tầng số 2, cũng chả quen ở tầng số 3 và cũng không quen ở tầng số 4, và đặc biệt cũng càng không quen ở tầng số 10. Không, và Sơn chỉ làm việc với khoảng 191 người thôi, nhưng tổng cái số lượng referral mà Sơn đang có là 2083 người. Đó thì cái dự án này thì Sơn đã từng review trước rồi, và các bạn sẽ nhận được token miễn phí. Bạn hãy nhớ là những dự án mà Sơn chia sẻ cho các bạn từ trước giờ là các bạn không cần phải bỏ tiền, bỏ vốn ra để các bạn đầu tư, để bạn bắt đầu, không cần phải bỏ tiền ra để bạn lên danh hiệu cấp bậc, không, và tuyệt đối là các bạn cũng không nên tham dự vào những cái mô hình như vậy, bởi vì nó sẽ khiến cho các bạn bị mất tiền, không, và dự án nó scam. Giả sử đi, những cái dự án mà Sơn chia sẻ cho các bạn
không, nó scam, nó không trả tiền cho các bạn thì cái mất của các bạn đó rất là nhỏ, mất đây là mất công sức thôi, không nhưng các bạn vẫn được cái kinh nghiệm. Còn nếu như các bạn tham gia vào những dự án scam á, thì khả năng cao á, bạn bị mất tiền là mất ít này, nhưng các bạn còn bị mất lòng tin của những cái người mà bạn giới thiệu họ vào nữa, đúng không ạ? Các bạn hình dung không ạ? Đó, bạn bị mất rất là nhiều đó. Còn ở đây khi mà bạn giới thiệu cho những người xung quanh của bạn, nhưng nếu như mà không rút không 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 rút được tiền thì mọi người cũng vui vẻ không, cũng không có vấn đề gì hết, tại vì chúng ta làm rất là nhiều dự án thì chỉ có một số lượng ít thôi, số lượng ít thôi là không có rút, không có thanh toán được. Nhưng Sơn chia sẻ với các bạn rằng từ trước đến giờ Sơn chia sẻ khoảng 10 dự án trên kênh YouTube thì 10 dự án đều rút được tiền rồi, đúng không? Nên cái tỷ lệ thành công rất là cao. Ok không các bạn? Thì khi mà các bạn bắt đầu với dự án này thì họ sẽ tặng cho các bạn là cái token là EVR. EVR thì bây giờ hiện tại là Sơn đang có 1.552 cái EVR rồi. Không, các bạn có thể là lên trên cái sàn là Coin Market Cap ở đây này. Sau đó các bạn nó short cái mã của nó thì nó đã list được lên trên sàn trước đó rồi nha các bạn. Là cái mã là EVR đây, các bạn có thể short EVR vào cái khung tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra là cái mã của cái dự án này. Đó, nó tên là Everus và viết tắt là EVR. Đấy, các bạn bấm vào nhá. Thì nó sẽ ra cái dự án này, hiện tại nó đã được list lên trên sàn trước đó rồi. Không, và sau đó các bạn được tặng cái đồng token này. Thì khi mà tới tháng 5 á, tháng 5 là cái chương trình này sẽ kết thúc, thì các bạn có thể là bán cái sàn này, bán cái mã token này lên trên sàn. Thì cái quy trình bán như thế nào, quy trình rút tiền như thế nào thì chắc chắn rằng Sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn để Sơn hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì trước giờ là đã có rất là nhiều dự án đã thành công rồi, nên nếu như các bạn nào mà đã follow Sơn những cái dự án trước thì chắc chắn các bạn biết quy trình rồi. Còn giả sử bạn là người mới thì cứ hãy follow theo những gì mà Sơn chia sẻ, hoặc cái cách để giúp bạn đi nhanh á đó là bạn hãy xem lại đâu đó khoảng 5 cho tới 10 video trước đó của Sơn thôi, để các bạn có thể hình dung và nắm được cách làm. Đây thì các bạn có thể kéo xuống dưới này, các bạn sẽ nhìn thấy là ở hiện tại là nó sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái đồng EVR ở đây. Đến khi mà các bạn muốn bán đi thì các bạn có thể bấm một nút chuyển cho nó qua bên tay phải này. Sau đó thì các bạn có thể bán trên cái sàn và sau đó bạn rút về withdraw đây, bạn rút tiền về, không cái phí thanh toán của bạn. Đó thì quy trình rút thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đó thì các bạn nhìn thấy này, hiện tại là cái sàn này nó đang list được rất là nhiều cái mã tiền điện tử khác nhau ở trên này rồi, có sẵn hết rồi. Ok, thì Sơn nó thường xuyên nó Sơn check những cái tên những cái dự án ở trên Instagram hoặc trên Facebook này, thì họ đều có những cái thông tin rất là uy tín và minh bạch. Đây là cái tên của nó, Everus Work này. Đó các bạn thấy này, họ cũng đăng lên những cái thông tin nó nói về cái sàn Resili, về sàn Resili và sắp tới là nó sẽ có cả nó hợp tác với cả Binance Coin này, NEM này, Hubit này. Đó thì nó rất là nhiều những cái dự án đây, các bạn có thể xem và tham khảo, hay là cái mã là XRP này, DAS này, Tether này. Thì thường là Sơn hay check dự án ở trên Instagram, ở trên Facebook hoặc là trong những group của họ hoặc là trên Twitter. Các bạn đã làm lâu thì các bạn cần phải có những cái kỹ năng này, được không ạ? Rồi cái dự án thứ hai mà Sơn muốn chia sẻ cho các bạn mà khá là lâu nay Sơn cũng chưa có nhắc đến. Thì trước đó thì Sơn cũng có những video rồi, đó, những cái thông tin Sơn đều để lại phía bên dưới video này á, thì các bạn đã bấm vào đường link để các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn nhé. Thì cái dự án Coinsbit ở đây đó, thì các bạn đăng nhập vào này, đăng nhập vào thì bây giờ nó sẽ đưa cho các bạn một cái bảng giống như Sơn đang hiện ra ở đây, thì nó sẽ có nói rằng là các bạn nó cần phải thực hiện một vài những cái tiêu chuẩn như sau. Đầu tiên là bạn đăng ký tài khoản từ ngày 20 tháng 2 cho tới ngày 20 tháng 5 thì các bạn sẽ nhận được là 30.000 token tên là CNG, CNG, và họ đang định giá đâu đó khoảng là 300 đô. Dĩ nhiên là cái con số này thì nó mới chỉ là con số định giá thôi, còn giá thực thì có thể là nó sẽ cao hơn hoặc thấp hơn thì mình cũng chưa biết chắc được. Thì cái bước đầu tiên đó là các bạn cần phải đăng ký cái tài khoản của cái sàn này. Đó thì đường link đăng ký Sơn để lại phía bên dưới video rồi. Video hướng dẫn chi tiết Sơn để lại phía bên dưới video thì các bạn bấm vào coi chi tiết từng cái một. Sau đó cái số 2 đó là các bạn nó cần nó phải là KYC. KYC đây gọi là xác thực tài khoản. Đó bây giờ các bạn không biết cái gì thì các bạn có thể lên Google này. Google các bạn search là KYC là gì thì nó sẽ trả lời cho các bạn KYC là gì này. Thì đó là một cái thuật ngữ, đó gọi là Know Your Customer. Đó là các bạn cần phải xác thực cái danh tính của các bạn, xem rằng á, cái danh tính của các bạn là có thật hay không, nó có tồn tại hay không. Và cái bước cuối số 3, bước cuối cùng các bạn nhớ này, rất quan trọng này. Thì bây giờ nó có đường link Telegram đây, các bạn đó là bấm vào cái đường link mà họ đưa ra, các bạn phải tham gia vào nhé. Thì nó sẽ tặng cho các bạn và sau này nó sẽ duyệt nhá. Rồi các bạn nó tham gia này, các bạn nó bấm vào phần là mở Telegram này, hoặc các bạn nó chọn chọn vào tham gia, đúng không ạ?
thì khi mà cái Telegram nó hiện lên thì các bạn chọn một nút tham gia thì nó sẽ là hoàn thành. Các bạn phải có một cái tài khoản là Telegram nữa nha các bạn nha. Ok. Rồi thì cái dự án này á, Sơn có chia sẻ cho các bạn đó là cái dự án này nó sẽ trả cho các bạn là qua 5 tầng. Qua 5 tầng. Đây, trả thưởng cho các bạn là qua 5 tầng. Và cứ một người đăng ký á, thì họ sẽ được 30.000 CNG. Còn khi mà họ đăng ký giữa bạn á, thì cái CNG này em sẽ được tính theo từng cấp bậc. Đó thì theo từng cấp bậc đây. Sơn sẽ mở cái trang CNG của họ ra nhé. Đây là tên cái dự án của họ, cái thông tin dự án nó có sẵn hết ở cái đường link ở đây. Các bạn nó chỉ cần bấm đây này, CNG Game Casino đây này, nó sẽ ra tất cả những cái thông tin về dự án hiện tại và những cái update mới của nó. Thì các bạn cần phải thường xuyên chú ý nó xem thông tin, check dự án thật là kỹ càng, được không ạ? Đó thì bây giờ Sơn mở ra này. Rồi, Sơn kéo xuống dưới này, nó sẽ trả thưởng cho chúng ta theo 5 cấp và mỗi cấp thì nó sẽ trả nó khác nhau. Level 1 nó sẽ trả cho các bạn là 30.000 CNG, level 2 là 15.000 và tương ứng sẽ như vậy, đúng không ạ? Cái định giá đây là cái định giá của họ thôi, nhưng mà chưa chắc là nó sẽ giá như vậy, đúng không ạ? Rồi. Và sau đó thì các bạn đó có thể quay lại ở đây này, các bạn xem là cái phần xác minh của các bạn đã được xét duyệt hay chưa. Nếu mà chưa được xét duyệt đó thì các bạn phải gửi đúng theo form mẫu mà Sơn đã hướng dẫn cho các bạn. Đó, hoặc là các bạn cần phải chat với cả bên support, các bạn điền email và điền tên của bạn, bạn chat với họ thì họ sẽ trả lời dường như là ngay. Không, cái dự án này thì nó cũng rất là uy tín rồi, bởi vì trước đó thì Sơn cũng đã rút tiền trong dự án này rồi. Đây, rút tiền dự án Cosbit này thì Sơn đã từng rút được khoảng hơn 20 triệu rồi, và có rất là nhiều anh em đã rút được vài trăm triệu trong dự án này. Dự án này là thực sự Sơn nói với các bạn rằng Sơn nó rất là lơ là làm nó và mình không làm hết sức mình, nên nó mình không có được cái phần thưởng xứng đáng. Còn nó rất là nhiều người bạn đó, họ làm nỗ lực hơn, họ dành nhiều thời gian hơn và họ chốt, họ tin rằng dự án này có thể rút được tiền về nên họ làm hết mình, và cái cuối cùng là cái thành quả họ rất lớn các bạn. Đó thì bây giờ hiện tại là cái số đồng CNG của Sơn nó đang được duyệt rồi á, là khoảng 4 triệu 557 500 đồng, 4 triệu 557.500 đồng CNG này. Đó, và sau này á, mình có thể bán cái này đi được nhá. Và khi mà nó list lên trên sàn, khi mà nó tặng thưởng rồi thì chắc chắn là Sơn sẽ có một cái thông báo và cập nhật để hướng dẫn cho các bạn để các bạn bán được nó ra. Thì mọi thông tin đây là các bạn thấy này, từ ngày 20 tới ngày tháng 2, 20 tháng 2 cho tới ngày 20 tháng 5 thì nó sẽ bắt đầu. Đó, bắt đầu ngày 20 và kết thúc ngày 20 tháng 5. Đấy thì bây giờ nó bắt đầu thôi. Nên nó nhiều người bạn cũng hỏi là khi nào cái này nó kết thúc, thì tới ngày 20 tháng 5 nó sẽ kết thúc nhá. Và sau đó là đâu đó khoảng ngày 1 tới tháng 6 là các bạn có thể bán cái đồng này đi. Đó, rất là tuyệt vời, các bạn có nhiều thời gian để các bạn xây dựng nó. Đó, hãy có một cái niềm tin và các bạn xây dựng hết sức mình đi. Trong dự án này mục tiêu của Sơn là sẽ có khoảng 50.000 thành viên. 50.000 thành viên cho 5 tầng thì bây giờ mới khoảng 2.345 thành viên thôi. Thì các bạn hãy bung hết sức mình đi, được không ạ? Rồi cái dự án số 3 mà Sơn muốn giới thiệu cho các bạn đó là dự án Tamodo. Cái Tamodo này thì nó các bạn chắc chắn các bạn đã quen biết rồi. Và Sơn đã từng có những cái bằng chứng rút tiền, thì các bạn chỉ cần search từ khóa là rút tiền Tamodo cộng với từ khóa là Sơn PS thì các bạn sẽ ra rất là nhiều những view trước đó. Cách đây khoảng hơn một tháng vào thời gian Tết thì Sơn nó rút về 102 đô này. Đó, sau đó thì đâu đó Sơn rút về hơn cái đợt 1 á, đợt 1 thì Sơn rút đâu đó khoảng 600 đô. Sau đó đợt số 2 là Sơn rút là 4.503 đô. Đó thì Sơn đều có cái video hướng dẫn và Sơn rút về tiền thật rồi các bạn, chứ không có phải là đây là Sơn nói ra để cho các bạn nó làm theo, cho các bạn tin tưởng các bạn làm theo đâu. Nhưng mà thực sự á, những dự án nào nó phải thực sự minh bạch, phải có kết quả thì mình mới chia sẻ cho các bạn. Chứ nếu mà mình chia sẻ mà nó không uy tín, các bạn không kiếm được tiền thì chắc chắn là các bạn sẽ không làm với Sơn những dự án sau, đúng không các bạn? Đấy thì bây giờ này, cái dự án này lần trước Sơn rút nó về khá lâu rồi nên nó kéo xuống mãi ở phía bên này. Đây thì đây là cái bằng chứng mà Sơn rút về cái tài khoản cá nhân của Sơn nhé. Sơn chụp lại này, 4.503 đô là tương đương là 104 triệu 869 nghìn ở đây này. Đó, đây là cái email mà Tamodo họ gửi về, đó là xác thực là Sơn đã nhận được cái số tiền này, đúng không ạ? Và cuối cùng á là cái hình ảnh, đây là cái Sơn bán cái đồng đó trên cái sàn Remitano. Thì trong video này thì Sơn sẽ nói rất là rõ về điều này cho các bạn nhé. Rồi thì bây giờ này, cái cuối cùng đó là bạn cần phải chuẩn bị điều gì nếu bạn là một người mới bắt đầu. Thì điều tiên số 1 này thì bạn cần phải đăng ký những cái tài khoản, thì đường link bên dưới Sơn có để lại cho các bạn rồi, các bạn có thể đăng ký nó nhé. Bạn đăng ký tài khoản rồi thì bước số 2 ở đây đó là bạn cần phải hiểu về chính sách và cái luật của cái dự án đấy. Không, thì cái cách mà hiểu dễ dễ dàng nhất đó là bạn hãy follow cái trang chủ của dự án. Giả sử đi, vừa nãy mình chia sẻ với các bạn đó là cái đồng EVR này thì nó sẽ có một cái Instagram này, hoặc là có cái kênh Facebook đó, các bạn nó follow họ, bạn nó xem những cái thông tin của họ.
bạn đã xem họ có thường xuyên cập nhật thông tin hay không, coi những cái dự án của họ thì bạn sẽ đánh giá đâu đó một phần đó là nó có uy tín cho các bạn hay không. Hay là dự án CoinSpeed cũng vậy, CoinSpeed cũng vậy đó, thì họ sẽ thường xuyên họ cập nhật những cái thông tin ở trên này đó, thì các bạn có thể tìm nó ở trên là Facebook nhá, bạn có thể tìm nó trên Facebook này, bạn nó search ô tìm kiếm này, bạn nó đánh cái tên dự án nó ra thì chắc chắn nó sẽ ra cái trang chủ của dự án trên Twitter, trên Instagram hoặc là trên Twitter, được không ạ? Rồi, thì khi mà các bạn nó tham gia và follow những trang chủ ở đây thì bạn sẽ chủ động hơn về mặt thông tin. Bạn sẽ biết được rằng khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc và cái chính sách trả thưởng họ sẽ như thế nào. Khi nào mà họ sẽ trả thưởng cho các bạn và cái cách trả thưởng phân phối tiền nó ra làm sao. Các bạn cần phải hiểu rõ nó thật là kỹ đi thì các bạn mới kiếm được tiền nhá. Thì Sơn nó ở đây Sơn không nói rằng nó nói là kiếm tiền dễ dàng đâu, mà các bạn đã cần phải có kỹ năng, có kinh nghiệm, có cái sự hiểu biết của các bạn thì các bạn mới có được thu nhập cao. Và chắc chắn rằng cái thời gian bạn bỏ ra cũng như là cái kỹ năng các bạn càng có đủ á, thì chắc chắn cái thu nhập của bạn sẽ tương ứng với số tiền đó, đúng không ạ? Và bạn nó cần nó phải đọc thêm á, cái trang này này, cái trang fact này, FAQ này, thì cái trang này nó giống như là một cái trang nó gọi là những cái câu hỏi thường gặp á, thì các bạn hãy nhớ tìm tìm những cái trang như vậy để các bạn đọc thông tin. Thì thường là tất cả các trang nó đều có thông tin này này, fact này, FAQ này, thì đó là những cái câu hỏi thường gặp đó. Các bạn nó chắc chắn rằng là các bạn sẽ có những câu hỏi này, ví dụ như giả sử đi, làm thế nào để tạo được một tài khoản, làm thế nào để vào được tài khoản của bạn, rồi làm thế nào để bật được xác minh hai yếu tố nó xác thực, hai yếu tố là gì, KYC là cái gì và nó cần thiết hay không, tại sao cần có nó đó. Thì chắc chắn rằng là các câu hỏi của bạn nó sẽ nằm ở trong cái phần FAQ này rất là nhiều rồi, hay là trong cái Tamodo cũng tương tự như vậy thôi. Bạn có thể bấm vào mục là support này thì chắc chắn nó sẽ có cái phần là FAQ này, tất cả những cái câu hỏi thường gặp của các bạn. Nếu như bây giờ các bạn nó không biết tiếng Anh, các bạn nó chuột phải vào, các bạn chọn ở phần dịch tiếng Việt thì nó sẽ ra cái phần dịch cho các bạn, được không ạ? Nó rất đơn giản như vậy thôi. Đó. Những câu hỏi mà bạn hay hỏi Sơn là chắc chắn nó sẽ có ở đây, được không ạ? Rồi, tiếp theo này, cái số 3 đó là khi mà các bạn đã xong được cái số 1 và số 2 rồi thì bây giờ các bạn bắt đầu các bạn lấy cái link giới thiệu của bạn. Thì chắc chắn rằng cứ mỗi một tài khoản là các bạn sẽ có link giới thiệu khác nhau, không ai là giống nhau cả. Không, thì khi mà các bạn giới thiệu được người dùng, giới thiệu được referral thì nó sẽ tính cho các bạn lượt giới thiệu vào trong chính cái bảng dashboard của bạn luôn. Đây, giả sử đi cái thằng CoinSpeed đây nhá, hay là cái thằng EVR này cũng vậy, thì đây là chính là cái mã giới thiệu này, các bạn chỉ cần bấm vào cái này thôi thì nó tự copy cho các bạn rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần dán nó thôi chứ các bạn không cần nó phải copy là Ctrl C hay Ctrl V nữa, các bạn bấm vào cái này thì nó ra copy rồi, đúng không ạ? Thì các bạn lấy chính cái link này các bạn giới thiệu với khác này, hoặc là CoinSpeed nó tương tự như vậy thôi. Đây, đây là cái đường link giới thiệu của bạn này đó, thì các bạn bấm vào đây thì nó copy rồi này. Đó, xanh xanh này, hoặc là các bạn có thể kéo này đó, sau đó các bạn copy thì cũng được, cách nào cũng được thôi. Hay là cái ông Tamodo cũng vậy này, các bạn bấm vào sao chép này đó thì nó sẽ ra sao chép thành công, thế thôi. Sau đó bạn đã đem cái link này các bạn gửi cho người khác rồi. Tiếp theo số 4 này đó là bạn cần phải xây dựng những cái người mà chịu làm á, họ bạn xây dựng những cái người mà chịu làm cùng làm việc với bạn, thì khi mà chỉ cần ít thôi nhưng mà những người này biết cách làm việc và những người này chịu khó làm việc thì họ thường xuyên họ đi tuyển referral, họ thường xuyên họ dạy lại cho những người phía bên dưới của họ, thì chắc chắn cái hệ thống của bạn sẽ bung lên thôi. Cái thời gian đầu sẽ nói với các bạn là các bạn xây được 1.000 2.000 người nó khó, nhưng mà khi mà các bạn đã có 1 2.000 người đầu tiên rồi thì cái việc có lên vài trăm nghìn là chuyện đơn giản. Các bạn nhìn thấy này, hệ thống của Sơn bây giờ là 131.000 người rồi và dường như là mình không cần phải đụng gì tới nó hết, và cứ mỗi một ngày nó tăng lên vài nghìn, mỗi ngày nó tăng lên vài nghìn thì thu nhập rất là cao các bạn. Hay là CoinSpeed cũng vậy, thì Sơn nó vượt qua được cái giai đoạn là 2.000 người rồi, thì trong thời gian tới nó cứ thế nó bung lụa rồi, cứ thế nó bung ra, được không ạ? Hay là cái dự án này cũng vậy, tương tự như vậy, năm 2083 rồi. Thì Sơn mong rằng cái video chia sẻ này Sơn sẽ giúp cho các bạn mục đích để chúng ta cùng chiến thắng, cùng win, đây là all win, hơn là chúng ta là cùng nhau kiếm tiền chứ không kiếm chuyện, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ với nhau những cái dự án tuyệt vời như vậy. Thì tất cả nếu những thông tin á mà các bạn chưa hiểu rõ thì các bạn có thể bấm vào đường link bên dưới video hoặc là coi vào cái kênh YouTube của Sơn á, tìm cái từ khóa chính xác thì chắc chắn các bạn sẽ ra được những cái video để bạn có thể là có những cái lời giải đáp ở trong cái video đó chi tiết hơn. Và bây giờ Sơn chia sẻ cho các bạn đó là một vài cái tài khoản các bạn cần phải có để các bạn rút được tiền đó. Thì cái đầu tiên bạn cần phải có ví Dimitano, không thì trong cái ví này các bạn có thể nút rút hoặc nạp đồng BTC hoặc là USDT hoặc là Ether để chuyển qua cái tiền Việt Nam đồng các bạn rút về tài khoản của bạn, thì chắc chắn là các bạn cần phải có một cái tài khoản ngân hàng rồi, đúng không ạ? Rồi thì đây là cái video mà Sơn nghĩ rằng Sơn đã chia sẻ hướng dẫn rất là kỹ rồi về cái ba dự án không có nên bỏ qua, không các bạn hãy làm lần lượt ba cái dự án này. Giả sử đi bây giờ các bạn tạo ra một cái group, group này group chat thôi, các bạn hỗ trợ một vài người F1 F2 của các bạn, sau đó thì các bạn lại giới thiệu dự án 2, dự án 3 cho họ, thì chắc chắn rằng cùng một lúc các bạn có thể là làm nhiều dự án khác nhau,
đúng không ạ? Ok, rồi nếu như bạn thấy video này có ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like để ủng hộ Sơn và subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất rồi nhá. Rồi Sơn sẽ chúc các bạn thành công trong năm 2020 này. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Bye bye các bạn.